Trong hai ngày 25 và 26 tháng 7, đoàn giám sát số 2 của Quốc hội làm việc với tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đoàn giám sát số 2 của Quốc hội đã trao đổi, yêu cầu tỉnh Lạng Sơn làm rõ thêm một số khó khăn, hạn chế về công tác triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giảm nghèo tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn, những tồn tại trong thực tiễn dự án phát triển kinh tế, công tác giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới, từ đó thảo luận, đề xuất các giải pháp để Lạng Sơn triển khai đạt hiệu quả trong thời gian tới. Nhân dịp này, đoàn giám sát của Quốc hội đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng thời thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình chính sách, người có công và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lạng Sơn.